Xin chào tất cả mọi người. Tiếp nối những bài học về động từ trong tiếng Pháp, trong bài này chúng ta sẽ học về động từ jouer. Động từ jouer có nghĩa là chơi. Và trước hết chúng ta tìm hiểu cách chia động từ jouer ở ba thì căn bản của mode indicatif, thì hiện tại présent, thì quá khứ passé composé và thì tương lai futur simple. Để chia động từ jouer ở thì hiện tại của mode indicatif thì chúng ta chia cái ký tự cuối của nó, động từ nhóm 1 thì có ký tự cuối là er, và chúng ta chia cái ký tự cuối này bằng cách thêm vào cái bộ đuôi, cái terminaison. Terminaison của nhóm 1 là es, ons, ez, ent, và chúng ta để cái bộ đuôi này vào chỗ của ký tự cuối là jouer thì chúng ta sẽ có động từ ở thì présent: je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Chuyển qua thì quá khứ thì người ta có nguyên tắc là lấy participe passé ghép với auxiliaire avoir. Participe passé của động từ jouer là jouer au accent aigu, đây là quy tắc của động từ nhóm 1. J'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ont joué. Và chúng ta chuyển qua cách chia động từ jouer ở thì tương lai futur simple. Nguyên tắc để chia động từ nhóm 1 ở thì tương lai là người ta lấy nguyên thể ghép với bộ đuôi của tương lai. Bộ đuôi của tương lai là ai, as, aons, ez, ont. Chúng ta ráp với nguyên thể là jouer, thì chúng ta sẽ có động từ jouer ở thì tương lai như sau: je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront. Chúng ta để ý cách chia các động từ nhóm 1 ở thì tương lai là chúng ta như động từ jouer ở đây chúng ta có tất cả là 3 syllabes là jouerai, nhưng mà người ta không phát âm syllabe ở giữa bởi vì nó mang ký tự ơ khi đứng ở giữa trước có một syllabe, có một âm tiết, sau có một âm tiết thì người ta không phát âm. Như vậy 3 chỉ còn 2, thay vì je jouerai thì chỉ còn lại là je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront. Và vừa xong chúng ta đã tìm hiểu cách chia động từ jouer ở ba thì căn bản là hiện tại, quá khứ, tương lai, présent, passé composé và futur simple. Và bây giờ chúng ta đi qua tới phần thứ hai là cách sử dụng động từ jouer. Động từ jouer có thể là nội động từ, verb intransitif, có thể là ngoại động từ gián tiếp, verb transitif indirect, và có nghĩa là chơi, trong tiếng Anh có nghĩa là to play. Và chúng ta đối chiếu với tiếng Việt và tiếng Anh, và tiếng Anh chúng ta sẽ thấy có một cái sự khác biệt. Ở trong tiếng Việt thì người ta dùng một cái đối tượng gần như là trực tiếp, chẳng hạn là tôi chơi bài, tôi chơi cờ, tôi chơi bóng đá. Tiếng Anh cũng như vậy, gần như là trực tiếp, không có giới từ. Trong khi ở tiếng Pháp, nếu mà có đối tượng thì đối tượng đó phải là gián tiếp. Trước hết chúng ta coi động từ jouer với cách dùng là verb intransitif, tức là nó không có đối tượng. Verb VI nó không có đối tượng. Ví dụ thứ nhất, lũ trẻ nô đùa, tức là đang chơi ở trong sân trường. Les enfants jouent dans la cour de l'école. Như vậy, cái sân trường không phải là đối tượng của cái động từ jouer, mà chỉ là nơi chốn, chơi ở trong sân trường. Như vậy, động từ jouer này là nội động từ, không có đối tượng. Les enfants jouent dans la cour de l'école. Bé Jean chơi với con chó ở trong vườn. Le petit Jean joue avec son chien dans le jardin. Như vậy, con chó và vườn không phải là đối tượng của chuyện chơi. Động từ chơi có nơi chốn là cái vườn và có một cái hoàn cảnh khác là chơi với con chó. Như vậy, đây không phải là đối tượng mà chỉ là hoàn cảnh. Và như vậy, chúng ta nói đây là động từ intransitif, nội động từ. Le petit Jean joue avec son chien dans le jardin. Một ví dụ khác, vào mùa đông, chúng nô đùa trên tuyết, chúng là những người ta,
tức là số nhiều. Il joue dans la neige en hiver. Như vậy động từ joue ở đây cũng không có đối tượng mà có hoàn cảnh. Những người này chơi đùa ở trong tuyết vào mùa đông. Như vậy thì chúng ta có hai cái hoàn cảnh: chơi vào mùa đông và chơi ở trong tuyết. Một ví dụ khác, cầu thủ này chạy cánh rất tốt. Nếu các bạn nào mà thích bóng đá thì biết chạy cánh, tức là ở bên cái cánh bên phải hay cánh bên tay trái, thì cái cầu thủ này đảm nhiệm cái vai trò đó và người ta gọi là chạy cánh rất là tốt. Ce joueur joue très bien sur le flanc gauche. Flanc là cái sườn bên trái, và có thể có phần sườn bên phải nữa, thì cái cầu thủ này chơi ở bên trái và chơi rất là tốt. Như vậy cũng không có đối tượng. Ce joueur là cầu thủ, joue très bien sur le flanc gauche. Kế tiếp, Ronaldo chơi cho đội tuyển nào? Ở đây người ta chờ hỏi, đặt một cái hoàn cảnh thôi, chơi cho đội bóng nào? Ronaldo joue dans quelle équipe? Không có đối tượng. Và câu chót, câu hỏi, câu ví dụ cuối, hãy đi chỗ khác chơi, nói với ngôi thứ hai số ít, tức là nói cho người thân hay là bạn bè đó. Va jouer ailleurs, đi chỗ khác chơi, tức là đây cũng là động từ không có đối tượng, đi chơi ở chỗ khác. Và chúng ta để ý tới imperative của động từ aller, chữ va này, va này, va là ngôi thứ hai số ít của động từ aller. Và chúng ta chia lại động từ aller như sau. Đây là động từ nhóm 3. Nhóm 3 là nhóm đặc biệt. Bất quy tắc. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Đây là động từ nhóm 3 đặc biệt. Và với quy tắc chia động từ này ở imperative, chúng ta chỉ làm được ở 3 vị trí. Vị trí thứ nhất là tu, ngôi thứ hai số ít. Vị trí thứ hai là ngôi thứ nhất số nhiều, nous. Và vị trí thứ ba là vu, ngôi thứ hai số nhiều. Các vị trí khác chúng ta không làm được. Để chúng ta xóa nó đi để cho chúng ta còn lại ba ngôi mà chúng ta có thể làm imperative. Đó là ngôi thứ hai số ít, tu. Và ngôi thứ nhất số nhiều, ngôi thứ hai số nhiều và ngôi thứ ba số nhiều chúng ta cũng không làm được, chúng ta bỏ đi. Động tác thứ hai là chúng ta bỏ chủ ngữ sujet, bỏ chủ ngữ tu, bỏ chủ ngữ nous, bỏ chủ ngữ vous. Như vậy đây là imperative của động từ aller, và đặc biệt ở trong động từ aller này, chỉ riêng động từ aller này ở trong nhóm 3, chúng ta bỏ s. Chỉ riêng động từ duy nhất của động từ aller này, chúng ta bỏ s ở trong ngôi thứ hai số ít. Như vậy đây là imperative của động từ aller, hãy đi, rồi chúng ta hãy đi, rồi các bạn hãy đi. Như vậy ở đây nói là em hãy đi chỗ khác chơi, con hãy đi chỗ khác chơi, hoặc là mình nói với một cái đứa bé nào đó. Va là như thế này, là ngôi thứ hai số ít, imperative của động từ aller. Va jouer ailleurs. Chúng ta vừa xem xét động từ jouer với ý nghĩa là verb intransitive, tức là nội động từ, nó không có đối tượng, nó chỉ có hoàn cảnh. Cách dùng thứ hai là động từ jouer với cách dùng là transitive indirect, tức là nó có đối tượng, nhưng ở đây phải là đối tượng gián tiếp, tức là nó có một cái preposition, và preposition này có thể là a, có thể là the. Đó là cái mà chúng ta rất cần phải chú ý khi chia động từ jouer, khi dùng động từ jouer. Trước hết chúng ta coi ở phần thứ nhất, động từ jouer đi với giới từ a thì dùng cho các môn thể thao, đó là điều thứ nhất, dùng cho các loại cờ, đó là điều thứ hai, dùng cho các trò chơi. Và sau đây là những cái câu ví dụ động từ chơi môn thể thao. Il joue au tennis depuis 5 ans. Bạn này chơi tennis từ 5 năm nay. Như vậy chúng ta thấy jouer à le tennis là môn thể thao, môn tennis. Như vậy chúng ta thấy chơi môn thể thao phải đi với từ à. Câu số 2, il joue au tennis depuis l'âge de 10 ans, thì cũng giống như câu bên trên. Bạn này chơi tennis từ 5 lên 10 tuổi. Bây giờ chơi bóng đá thì chúng ta cũng có giới từ a ghép với le thì biến thành o. Jouer au football, jouer au volleyball, chơi bóng chuyền. Jouer au tennis de table, tennis de table là môn bóng bàn. Số 6, jouer au badminton là chơi cầu lông. Jouer au hockey, hockey là môn chơi cầu
môn chơi đánh cầu á. Rồi ok, như vậy ở đây chúng ta đã đưa ra một số các ví dụ về các môn thể thao và chúng ta phải dùng giới từ A. Giới từ A đi với active là lơ của các môn này thì nó biến thành ô. Động từ jouer khi đi với giới từ A thì dùng cho động từ jouer khi vừa dùng với giới từ A thì có thể dùng cho môn thể thao, đó là điều chúng ta vừa mới lượt qua, có thể dùng cho các loại cờ. Và từ câu số 8 trở đi, chúng ta thấy là dùng cho các loại cờ. Câu số 8. Il joue aux échecs en ligne contre l'ordinateur. Les échecs là các môn cờ vua. Môn cờ vua có thể chơi với một đối tượng, một đối thủ ở trước mặt mình, nhưng mà bây giờ cũng có thể chơi ở trên trực tuyến, trên mạng với một cái máy tính. Bạn này chơi cờ vua ở trên máy tính với một cái máy tính. Il joue aux échecs en ligne contre l'ordinateur. Như vậy, jouer aux échecs tức là chơi cờ thì người ta cũng dùng giấy từ A. Câu số 9, il joue aux cartes tous les soirs, chiều nào cũng vậy, họ chơi bài, họ chơi đánh bài với nhau. Câu số 10, il joue aux jeux vidéo, ở đây chúng ta nói trong tiếng Việt là chơi game, chơi các cái loại game, thì bạn này chơi các trò chơi video. Jouer aux dames, chơi cờ dame. Jouer au domino, chơi cờ domino. Jouer aux boules, chơi ném boule. Đây là một môn thể thao rất ưa chuộng của người Pháp. Như vậy ở trong này chúng ta sẽ thấy là từ câu số 8 tới câu số 13 đó là chơi các môn cờ. Động từ jouer khi đi với giới từ à thì dùng cho môn thể thao. Chúng ta đã nói về các môn thể thao, có thể chơi với các môn cờ. Chúng ta đã nói một số các cái loại chơi cờ, cờ domino, rồi các cờ dame chẳng hạn như vậy. Và phần thứ ba có thể dùng để chơi các môn chơi, các cái trò chơi với nhau. Và chúng ta sẽ xem một số các môn chơi. Số 14, jouer à saute mouton, chơi trò chơi nhảy cừu, tức là một người khom lưng rồi các bạn khác nhảy qua người đó bằng cách tì vai, tì tay lên trên lưng của người đó để mà nhảy qua. Số 15, jouer à la marchande, chơi trò chơi bán hàng. Ở hồi còn bé thì các em nhỏ hay chơi với nhau cái trò chơi bán hàng, họ giả vờ lấy những cái món ở ngoài xung quanh đó, để làm món hàng và chơi bán hàng với nhau. Số 16, jouer à la marelle, chơi nhảy lò cò. Số 17, jouer au tir de la corde, chơi trò chơi kéo co. Người ta có một sợi dây, rồi hai bên có những cái người cầm lấy sợi dây đó cho nó đồng đều, rồi thi nhau để mà kéo, bên nào bị kéo ngã thì bên đó là thua. Số 18, jouer au docteur, chơi trò chơi khám bệnh. Một em nhỏ đóng vai bác sĩ và khám bệnh cho một em khác, giả vờ là một bệnh nhân. Jouer au détective, chơi trò chơi thám tử, đi dò thám. Và jouer aux gendarmes et aux voleurs. Voleur là những người kẻ trộm, gendarmes là những cảnh sát ở trên đường phố. Những người cảnh sát này đi bắt kẻ trộm, đây là trò chơi trốn tìm. Phần thứ hai, động từ jouer có thể đi với giới từ de. Và trong trường hợp này, chúng ta có đối tượng là các nhạc cụ. Nhạc cụ là instrument de musique. Khi chơi một nhạc cụ, chúng ta phải dùng động từ jouer đi với giới từ de. Đây là một cái thông tin lấy ở trong trang mạng superprof.be, BE là Belgique, một trang mạng của người Bỉ. Nếu con bạn muốn chơi piano thì đó là một tin rất tốt. Chơi piano là jouer du piano, bởi vì piano là một nhạc cụ thì chúng ta dùng giới từ de. De ghép với le biến thành du. Si votre enfant veut apprendre à jouer du piano, c'est une très bonne nouvelle. Chúng ta sẽ học động từ apprendre là phải đi với giới từ à. Ở đây chúng ta để ý, động từ jouer đi với nhạc cụ thì phải dùng giới từ de. Chơi piano trực tuyến, jouer du piano en ligne. Nó chơi violon từ khi lên 4 tuổi rưỡi. Il joue du violon depuis l'âge de 4 ans et demi. Như vậy chúng ta thấy đây là các danh từ masculin, le piano,
violon thì chúng ta dùng giấy từ đơ ghép với lơ biến thành đi. Và sau đây là một số nhạc cụ là féminin thì chúng ta dùng de la, jouer de la guitare, jouer de la batterie. Batterie là một bộ trống, một bộ có nhiều trống lớn, trống nhỏ. Jouer de la batterie, chơi thổi sáo. Jouer de la flûte, chơi đàn harmonica. Jouer de l'harmonica. Đó là chúng ta vừa lược qua cách dùng động từ jouer đi với nhạc cụ thì phải đi với giới từ de. Và chúng ta ôn lại, đi chơi với các môn thể thao thì chúng ta dùng jouer đi với giới từ a. Và sau đây là một số danh từ xuất phát từ động từ jouer. Danh từ của động từ jouer là je, un jeu d'enfant, trò chơi trẻ con. Ở đây là có cách nói, chẳng hạn như là mình người lớn mà mình thấy ai nói một cái chuyện gì, hỏi một cái chuyện gì mà mình bảo chuyện đó rất là dễ dàng đối với tôi. C'est un jeu d'enfant, không có chuyện gì hết, giống như là một trò chơi trẻ con. Un jeu de mots là chơi chữ. Người ta dùng chữ này để nói một ý nghĩa khác, gọi là jeu de mots. Les jeux électroniques, trò chơi điện tử. Les jeux de hasard et d'argent. Le hasard là sự tình cờ, là sự ngẫu nhiên. Argent là tiền bạc. Les jeux de hasard et de l'argent, trò chơi may rủi và ăn tiền. Chẳng hạn như là mua vé số cũng là một trò chơi. Chúng ta mua những vé số, đó là một trò chơi rất may rủi. Có thể trúng vé số, cũng có thể là không trúng. Như vậy người ta gọi là Les jeux de hasard. Và sau cùng có một chữ rất quen thuộc, Les jeux olympiques, và chúng ta viết hoa nó lên là Thế vận hội tổ chức trên cho toàn thế giới, Les jeux olympiques. Chúng ta còn một danh từ nữa là một cầu thủ, một người mà chơi bất cứ môn thể thao nào thì chúng ta gọi là a joueur, là một cầu thủ, vận động viên cũng được, cầu thủ. Đây là cái danh từ cũng xuất phát từ động từ jouer. Và chúng ta vừa lược qua động từ jouer với cách dùng là VI, nội động từ không có đối tượng. Chúng ta vừa lược qua động từ jouer có đối tượng nhưng là đối tượng gián tiếp. Và trong này có hai phần, nếu đi với giới từ A là chơi với môn thể thao, nếu đi với giới từ D là chơi với một nhạc cụ. Và một số danh từ của động từ jouer đó là un jeu hoặc là un joueur. Un joueur là một cầu thủ. Xin chào tất cả mọi người.